chúng con xin lòng với các ngài và với Đức Trinh Nữ Maria là nữ vương cao thân tự đa và là công chúa muôn chúng cao cả. Xưa Chúa đã ban cho các ngài được vững vàng tin vào lời Chúa và đời sức mạnh của các ngài, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để hội thánh Việt Nam thu lượng được mùa lúa dồi dào. Nay hội thánh lại dâng các ngài lên Chúa như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài. Ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Đi về nhà Chúa, tiên con gieo hoa là Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tiên con gieo hoa là Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, đi nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đợi chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, đi về nhà chào cha Phú, kính chào quý bà ban chị em. Kính chào hạ cha. Thân lễ hôm nay chúng ta dâng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn sau đây: Giuse, Nguyễn Văn Tăng, Francisco, Nguyễn Văn Bá, Anna Đinh Thị Thư, Maria, Lê Thị Cân, Giuse, Vũ Văn Quý. Linh hồn Giuse mới qua đời ở Việt Nam. Linh hồn Domenico, Trần Văn Điền mới qua đời ở Mỹ. Mara Nguyễn Thị Xuân, gia trường Việt ngữ xin, cộng đoàn xin chia buồn đến anh chị Doan Thư cùng gia đình và tăng quyến về sự ra đi của bà Mara Nguyễn Thị Xuân, là thân mẫu của chị Thương, anh Hiếu Tân Sa Châu ở Tân Bình. Và tôi có về đó, tôi làm những mấy lần, và cha Phú cũng vậy, cũng còn hàng gia đình với tôi, với cha Phú. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho cha và các linh hồn chúng ta dâng thánh lễ hôm nay, và chúng ta cầu nguyện những ai đang mắc bệnh dịch Covid trong cộng đoàn chúng ta sớm được bình phục.
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Trước khi chúng ta bước vào thánh lễ, xin Thiên Chúa hết chúc lành cho chúng ta. Xin Chúa hãy tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ tối nay thật xứng đáng. Vì Chúa Giêsu đã nói, tâm hồn, trái tim của con ở đâu thì lòng của con ở đó. Chúng ta hãy đặt tâm hồn và tâm hồn chúng ta ở thánh lễ này, và Ngài sẽ chúc lành cho chúng ta. Đó là món quà quý giá nhất mà chúng ta luôn luôn phải đi tìm và gắn bó. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông. Xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ luật lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn làm những việc điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chính sách các vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, khi bà Athalia, mẹ vua Ocosia, thấy con mình chết, nên đứng lên giết tất cả dòng dõi nhà vua. Nhưng Yosaba, con gái của Joram và là chị của Ocosia, cứu được Joa, con của Ozokia, khỏi số các con của vua bị sát hại, và giấu nó trong phòng ngủ làm một với bà vú, để bà Athalia không thấy nó và nó khỏi bị giết. Nó ở trong đền thờ Chúa với bà Yosaba cách bí mật được 6 năm. Thời gian bà Athalia cai trị đất nước, năm thứ 7, ông Joada sai người đi tìm các sĩ quan và quân lính. Ông đưa họ đi với ông vào đền thờ Chúa, người ký giao ước với họ, và họ thề trong đền thờ Chúa và cho họ thấy con của nhà vua. Các sĩ quan làm tất cả những điều tư tế Joada đã truyền dạy. Mỗi người đem các thuộc hạ theo mình, những người lính vào canh ngày Sa-bát cũng như kẻ ra canh, đều đến cùng tư tế Joada. Ông trao cho họ giáo mác và khí giới của David để trong đền thờ Chúa. Mỗi người cầm khí giới đứng từ bên tả đến bên hữu đền thờ và bàn thờ. Hộ vệ chung quanh đức vua, tư tế Joada dẫn hoàng tử ra, đặt triều thiên lên đầu người và trao cho người quyển giao ước. Người ta phong người làm vua và sức dầu cho người. Họ vỗ tay reo lên, vạn tuế đức vua.
Athalia nghe tiếng dân chúng chạy đến thì đi với dân vào đền thờ Chúa. Bà Athalia thấy vua đứng trên tòa như thói thường, có ca sĩ và đội kèn đứng kề bên, và toàn dân trong xứ hân hoan kèn hát. Bà liền xé áo mình, kêu lên rằng: mưu phản, mưu phản! Nhưng Gioada đang truyền cho các sĩ quan đang cầm đầu toán binh lính: các ngươi hãy đuổi bà ấy ra khỏi đền thờ, và hễ ai theo bà thì chém luôn. Vị tư tế nói: đừng giết bà trong đền thờ Chúa. Họ ra tay bắt và lôi bà đi theo đường ngựa, vào đến gần cung điện và giết bà tại đó. Gioada ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với vua và dân, để họ trở nên dân Chúa, và ký giao ước giữa vua và toàn dân trong xứ đều ùa vào chùa Abba, phá hủy các đền thờ, đập tan các bức tường và giết luôn thầy cả Mantha trước bàn thờ. Tư tế Gioada đặt các toán canh giữ đền thờ, toàn dân trong xứ hân hoan và thành đô được bằng yên, vì bà Athalia bị giết trong đền vua. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Kính mời cùng đoàn cùng đọc câu đáp. Chúa đã khen chọn Si-on làm nơi cư ngụ cho mình. Chúa đã thề hứa cùng David một lời hứa quả quyết mà sẽ chẳng rút lời, rằng ta sẽ đặt lên ngai bao của ngươi một con cháu thuộc dòng giống của người. Chúa đã khen chọn Si-on làm nơi cư ngụ cho mình. Nếu các ngươi tuân giữ điều ước của ta và những luật lệ mà ta ban ra dạy chúng, thì các con cháu chúng cũng được muôn đời ngồi cai trị trên ngai bao của người. Chúa đã khen chọn Si-on làm nơi cư ngụ cho mình. Bởi chính Chúa đã khen chọn Si-on, đã thích lừa Si-on làm nơi cư ngụ cho mình. Người phán: đây là nơi nghỉ ngơi của ta tới muôn đời, ta sẽ cư ngụ nơi đây vì ta ưa thích. Chúa đã khen chọn Si-on làm nơi cư ngụ cho mình. Tại đó ta sẽ gầy dựng một uy quyền cho David, sẽ chuẩn bị ngọn đèn sáng cho người được ta sức dầu. Ta sẽ bắt những kẻ thù ghét người tôi hô, những chiều thiên của ta chiếu sáng rực rỡ trên mình người. Chúa đã khen chọn Si-on làm nơi cư ngụ cho mình. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Chúa phán: ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi ten xét mối mọt sẽ làm hư nát và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có ten xét mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác,
Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm thì chính sự tối tăm sẽ làm ra tối tăm biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người ta có thể tựa vào nhiều cuộc sống, người ta có thể có nhiều điểm tựa, có nhiều cái để cậy trông. Người ta có thể tựa vào của cải, kiếm thật nhiều để an tâm. Càng có người ta càng tìm kiếm, và cả cuộc đời dường như vẫn cứ phải tìm kiếm nó. Người ta có thể tìm kiếm đặt điểm tựa của mình trên danh vọng, đi khắp nhân gian để xây dựng cho mình cái tiếng, có khi là tiếng tốt, cũng có khi là người ta gọi là khét tiếng, trộm khét tiếng, tàn ác khét tiếng. Có tiếng rồi người ta thèm tiếng to hơn, và danh vọng đẩy họ đến chỗ suốt đời tìm kiếm nó. Người ta có thể tìm kiếm đến những điểm tựa tình cảm, nhưng tình cảm con người rồi cũng có những lúc kết thúc. Họ hụt hẫng, họ mệt mỏi khi thấy hết yêu thương hay khi bị lừa dối. Con người đi khắp nơi để tìm kiếm điểm tựa, nhưng chẳng đâu có thể, chẳng đâu cho họ điểm tựa tốt lành và vĩnh cửu. Thưa quý ông bà anh chị em, tiền tài vật chất là phương tiện cần thiết, chứ không phải là cứu cánh của cuộc đời chúng ta. Chúng sẽ là đầy tớ tốt lành, nhưng chúng sẽ là ông chủ đầy hà khắc. Chúng phục vụ hạnh phúc cho con người, nhưng cũng là duyên cớ gây ra bao nhiêu đau khổ, bất hạnh. Có nhiều người cột chặt đời mình vào vật chất, vì kho tàng ở đâu thì lòng trí họ ở đó. Chính vì cột chặt đời mình vào vật chất nên bị nó vật, thay vì nhờ nó giúp chúng ta mở ra với tha nhân và dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, thì trái lại trói buộc chúng ta trong sự ích kỷ của chính mình. Thiên Chúa không kết án sự giàu có, vì mọi sự trong sáng thế ký khi Thiên Chúa tạo dựng nên mọi vật, và Thiên Chúa kết bằng Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Và hơn nữa, Thiên Chúa trao vào tay con người quyền làm chủ vũ trụ, hãy làm cho nó trở nên hoàn thiện. Nhưng cái không tốt đẹp ở chỗ là cách con người làm ra của cải vật chất và cách con người sử dụng chúng. Có người đi tìm bằng mọi giá, đạp đổ mọi giá trị, mọi tương quan để có nó. Khi cơ hàn thì tình nghĩa anh em cha mẹ đong đầy, giờ có tiền có của lại đánh mất tình cảm tốt đẹp, tranh chấp đố kỵ từ nhau, không nhìn nhau nữa. Khi cơ hàn thì có nhau từng ngọn rau luộc cũng cảm thấy hạnh phúc, thấy vẫn đời vẫn vui vẫn bình an, giờ thì có của lại bo bo giữ lấy, chỉ sợ người khác dòm ngó, thế là co cụm lại với chính mình và cắt nghĩa đứt tình nghĩa anh chị em. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc đời chúng ta có vô vàn những điểm tựa ấy, xin cho chúng ta biết chọn lựa và đặt nền tảng trên điểm tựa Giê-xu, điểm tựa chắc chắn tùy có khó, để rồi giữa những cuộc sống hàng ngày của chúng ta, dù là khó khăn hay dễ dãi, dù là thành công hay thất bại, dù là nghèo hay giàu, chúng ta vẫn được sự bình an,
Bởi vì đặt điểm tựa Giê-xu là điểm tựa chắc chắn. Và chúng ta trong khi đặt trên cuộc đời mình trên điểm tựa Giê-xu thì chúng ta giàu không làm chúng ta xa cách anh em, nhưng có thể đó sẽ là một phương tiện rất tốt để chúng ta phục vụ sự sống của chính mình, cũng như là mở ra với anh chị em mình, với tha nhân có điều kiện để giúp đỡ người khác. Vì luôn luôn sẵn sàng mở lòng mình ra, có tiền có của nhưng không phụ thuộc vào nó. Chúng ta sống một thái độ rất là bình thản, sử dụng đúng mục đích, đúng cách, để rồi chính của cái vật chất ấy đem lại cho chúng ta những cái sự thoải mái, sự tốt lành trong đời sống hiện tại ở trần gian này. Và cũng dùng nó để dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa như là cứu cánh của cuộc đời mình. Hoặc khi chúng ta gặp những sự khó, những sự chẳng may lành thì chúng ta vẫn được bình an vì có điểm tựa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống cho chúng ta. Để rồi chúng ta không đau khổ, không thất vọng, nhưng vẫn một niềm hy vọng và gậy trông. Xin cho chúng ta biết đặt cuộc đời chúng ta trên nền tảng tình thương của Chúa và biết mở ra với Chúa và với anh chị em mình. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúa tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của thiêng liêng cho chúng con. Chúa tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng còn thế hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm nước thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn. Xin cúng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lời từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa
mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tin xin Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con Ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở lên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trình xin và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Hội Kitô Thi. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành đã ban cho chúng con đi của chúng con. Xin ban cho chúng con những điều này. Xin Chúa cũng ban cho tất cả những ai đã ban cho đi của chúng con những ơn lành của Chúa cũng ban lại. Xin ban cho tất cả những tinh thần sức khỏe. Chúng con đưa lên Chúa tất cả những linh hồn những người xin chúng con cầu nguyện trong hai ngày này. Cùng với linh hồn linh mục Du Xe là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ chết con Chúa thì những cuộc sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong biển hy vọng sông Lai và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và tất cả mọi người chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi và cùng với các thầy chúng con được nghe lời và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lần trước cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi sự dữ. Xin đã thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng trách tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đã thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hàng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng Cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Cha Phú, cảm ơn Cương Bảo anh chị em. Chúc mọi người một đêm bình an. Cảm ơn hai chân.